Thưa quý vị, như vậy là đại diện của công ty cổ phần xây dựng lệnh đài Việt nhãn hàng máy lọc nước cao cấp đã cho sang đăng kịch trình để xuất bản. Và chúng tôi trân trọng kính mời top 10 cùng chính vào sân khấu. Chụp hình với nhà tài trợ và nhận quà của đại diện công ty cổ phần xây dựng lệnh đài Việt. Xin mời các bạn top 10 tiến vào sân khấu. Rồi, nhìn đây luôn. Rồi, mọi người ơi, nhìn máy đỏ giùm em nè. Đây luôn, máy đỏ nè, máy màu đỏ nè. Ba lần cũng còn mấy. Hoa hậu đẹp thì mẹ hoa hậu cũng đẹp. Nhiều người hiện tại có một số tin báo là những cái thông tin là chuẩn bị được cái nét đẹp của cô rất là nhiều về cảm giác của cô nhé. Cô cũng mừng, cô cảm ơn mọi người vậy đó. Thì cô cũng không biết sao thì mọi người nhận, do mọi người nhận xét đó, thì cô cũng không thể nào. Nãy giờ cô xem Tiểu Vy trả lời trên sân khấu thì cô cảm thấy như thế nào ạ? Thì cô quay đi còn cô cứ trả lời đi ạ. Thì cái cuộc thi này là bé đi thi thì bé nghĩ sao bé trả lời vậy thôi. Cô là mẹ nhưng mà cô không ở gần bên bé được, thì tự ý bé lớn, bé trưởng thành tới cỡ nào thì bé trả lời nhà báo cỡ đó. Cô cho con hỏi là liệu rằng là mình có trước khi mà đến cuộc thi á, mình có nghĩ rằng là con mình sẽ được cái giải là hoa hậu mập, và mình đã chuẩn bị ngay là ở nhà thì mình đã chuẩn bị những cái tinh thần như thế nào để mà hỗ trợ cho cháu không ạ? Không, đây là cuộc thi con của cô nó thì ý đi thi thi đó, đi thi vậy cô không biết nó thích thì cô đồng ý cho, toàn tâm toàn ý cho con, tôi cần mọi tất cả không bao giờ đừng có lớn quá. Cho con hỏi là Tiểu Vy ở nhà là một cô bé như thế nào ạ? Tiểu Vy ở nhà là một cô bé rất là ngoan. Nhưng mà theo con biết là hình như là Tiểu Vy đã sống xa cô cách đây 2 năm rồi đúng không? Tiểu Vy sống xa cô 2 năm. Lý do tại sao ạ? Tại vì lúc đó là Tiểu Vy đi du học, định đi du học nên phải rút học lại vào Sài Gòn nhập. Nhưng mà sau đó Tiểu Vy có ý định đi thi hoa hậu nên Tiểu Vy không thể đi nước ngoài nữa, nên phải nhập học ở đây luôn, không thể rút về đi, rút đi rút về lại được. Nên cô phải đồng ý cho Tiểu Vy học ở trong này. Vậy Tiểu Vy sống trong Sài Gòn thì sống cùng ai? Sống cùng chị họ. Tôi trân trọng cảm ơn đại diện công ty cổ phần xây dựng lệnh đài Việt và xin được trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần Thép Nam Kiên Công nghệ Trung Nam Kiên và Ứng Cảnh Nam Kiên sẽ lên chương trình với top 3. Và mời đại diện công ty Pha Online chủ tịch. Thế nếu như mà sau này em ấy đã trở thành hoa hậu rồi và dư luận thì chắc chắn là sẽ rất quan tâm đến em ấy và có sẽ có những cái lời nhận xét khó nghe, thế cô sẽ làm gì để giúp đỡ con gái mình ạ? Thì không sao, chuyện biết rồi, chuyện dư luận là cô không quan không màng đó. Còn lứa tuổi của bé 18 tuổi thực chất để cho bé phải trả lời cái lứa tuổi của bé không phải trả lời cái mà học phải học rất là theo ý định của bé, nói biết thế nào bé nói thế đó là thật sự, cái đó là cái thật sự của bé, ý nghĩ của bé. Nhưng mà ai cũng phải trưởng thành, nhưng mà bây giờ bé mới có 18 tuổi, mới vừa đăng quang hoa hậu xong, bé đang lúc này bé rất là hồi hộp, vừa mừng vừa lo, nên không ai hỏi bé làm sao bé trả lời. Theo như cô cũng vui mừng quá, cô cũng không có thể trả lời hết được cho những người đẹp làm sao trả lời một từ, nó quen 10 từ không thể phải trả lời hết được. Ý con nói ở đây là cô sẽ giúp đỡ em như thế nào sau khi em trở thành hậu. Và tiếp theo sẽ thì là đó cô tính sao chứ bây giờ mới con cô còn đó, cô còn ở đây nhưng cô cũng chưa dự đoán được một gì hết cả. Còn cô nhờ anh Tăng thôi. Tên của đầy đủ của chị. Nhưng mà có vẻ là Vy rất là giống mẹ đúng không? Giống mẹ. Chắc là ai cũng nói. Ai cũng nói vậy nhưng mà chị có cảm nhận thế không? Tại vì mình không thể nhìn được. Chỉ có người. Xin trọng kính mời đại diện công ty nội ngoại thất tinh nhất nhiều chuyên phúc đơn vị đại diện chụp hình với khách bạn. Làm sao mà chị sẽ nhìn con thì không thể được. Nhưng mà
về xét về tính cách thì có nhiều nét giống mẹ. Chắc là giống. Chắc là giống, cụ thể là những gì? Thì bé rất hiền, ngoan hiền. Con chỉ ra được nói là rất là ngoan hiền. Nhưng mà trước khi mà tham gia cuộc thi này thì gia đình có định hướng cho Vi sẽ theo. Trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần Ngọc Trai Long Biết, nhà tài trợ trang sức Ngọc Trai và Vương Nguyễn chụp hình với Tức Văn. Đây là mẹ cha cứ làm theo. Nhưng mà có chuẩn bị quá trình mình đi du học thì có nghĩa là mình đã định hướng sẽ đâu? Thì lúc trước có định hướng cho bé du học và sau này bé có nghĩa tới cuộc thi mà họ đi bé thì cũng đồng ý cho con. Trân trọng kính mời đại diện công ty Hoa Sen Đẹp nhà phân phối chính sách đồng thanh shop tại Việt Nam chuẩn bị để chụp hình với thứ ba và người đẹp có thời gian để biết. Cho em hỏi một câu là Tiểu Vi có anh chị em gì không? Trân trọng kính mời đại diện công ty Hoa Sen Đẹp nhà phân phối chính sách đồng thanh shop tại Việt Nam chụp hình với thứ ba. Xin cảm ơn chị Đặng Thanh Hằng và chị Đặng Thanh Hà. Trân trọng kính chào.